cái cặp 525 này thì đang bị chết tép, thì bây giờ bọn em sẽ thay tép cho bác luôn. Thì cứ nghĩ là nó đi làm sự kiện thì cũng như là gia đình ấy. Thì thực ra vào sự kiện rồi biết là nó phức tạp. Nó vất vả đúng không? Không đơn giản như là mình là nghe gia đình. Mình cứ nghĩ nghe gia đình là trước này, nếu mà nghe gia đình mà để một đôi như này để sắm gia đình thì cũng hoành tráng lắm. Vâng. Không phải đơn giản đâu. Cái hiệu quả đem lại của con cốt là gì ạ? Nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm, chất tiếng nó tách bạch, nó rõ ràng hơn và chúng ta cảm nhận được cái âm thanh nó chi tiết, nó hay hơn các bác nhá. Cái khi mà chúng ta không ở đấy hoặc chúng ta mất chú ý một chút thôi, người ta lên vặn một cái như thế này thôi, có thể dẫn đến cháy loa. Còn đối với cái con vang số này thì chúng ta đã khống chế lại rồi, và như thế thì người ta có vặn đến hết cỡ như thế này thì cũng không xảy ra vấn đề gì, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà làm việc an toàn thì chúng ta có con vang số, nhưng mà để làm việc hiệu quả hơn thì chúng ta hãy dùng mixer với crossover các bạn nhá. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Ok, vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của Khang Phú Đạt Audio. Vẫn là Khang Phú Đạt ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Và ngày hôm nay bọn em về đây để setup hai hệ thống âm thanh các bạn nhá. Một hệ thống âm thanh thì bọn em đã setup ngày hôm qua ở nhà anh Quân ở video ngày hôm qua rồi. Và ngay trong cái dàn nhà anh Quân thì bọn em đã lên đường và về luôn với nhà anh Giang để setup lại hệ thống âm thanh của anh. Và như anh đã có liên hệ cho Khang Phú Đạt Audio để chia sẻ rằng là hôm trước ở một cái sự kiện đám cưới thì bình thường thì anh dùng vang. Nhưng mà ngày hôm đấy thì như các ca sĩ MC có bảo là chất âm chất tiếng nó chưa được ok lắm, thế là anh rút con vang ra. Anh cắm trực tiếp cái loa full lên trên bàn mixer và anh không căn chỉnh cái đường tiếng nên thành ra là nó rú rít nhiều và dẫn đến là chảy tép. Vì thế thì ngày hôm nay thì anh đã liên hệ cho Khang Phú Đạt Audio để nâng cấp cái con cốt DST306, một con cốt rất nổi tiếng ở Khang Phú Đạt Audio, cũng như là anh em về để xử lý cái hệ thống là âm thanh lại làm sao nó hay nhất để anh yên tâm làm việc trong mùa cưới năm 2023. Và mời các bác chúng ta cùng xem quá trình làm việc của Khang Phú Đạt Audio tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, nhà anh Giang. Xin mời các bác. Em chào anh. Em Hùng có gọi anh. Vừa làm được một năm hả anh? Tròn một năm. Đây các bác, ngó qua con GL525 của nhà bác Giang nha. Đấy, con 525 là đồ xịn đấy các bác. Tiếng nó rất là hay nha. Loa full đôi 525. Cái dòng MRX500 series này cái tiếng nó cũng rất là hay thôi các bác. Thì như bác Giang có chia sẻ thì cái cặp 525 này thì đang bị chết tép, thì bây giờ bọn em sẽ thay tép cho bác luôn. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu căn chỉnh và bắt đầu quá trình công việc luôn. Nó mới cứ bảo là đấu lên bàn thì mình mới không chưa có cốt đó. Đấu lên bàn thì đẩy tép lên mạnh quá thì nó mới rú. Ui, cháy tép đúng không bác? Cháy rồi. Đúng, vâng. Tại vì nếu mà làm qua mixer thì bác chưa com nén tín hiệu gì cả, cái tín hiệu vào đầu ra nó lớn lắm. Đúng rồi, ăn trực tiếp mình ăn. Vâng, nó ăn từ bàn thì cái tín hiệu ra nó hơi lớn. Thì cháy tép là cái chuyện bình thường mà. Cái loa này là lấy ở Chí Linh hả bác? Lấy nhà Hiền Mưu. Chiến Mưu Chí Linh đúng không? Hải Dương này, Chí Linh Hải Dương này. Vâng. Lấy một bộ này là tròn 15 này, đúng tròn 15. Vâng. Trong Chí Linh Hải Dương thì cái đất loa rồi. Ngoài đất học ra nó là đất loa đấy. Thực ra là ngày xưa là mình cũng thích đăng ký các kênh của YouTube ấy. Vâng. Thì mới lại cũng thích về loa này. Thì cứ nghĩ là nó đi làm sự kiện thì cũng như là gia đình ấy. Thực ra vào sự kiện rồi biết là nó phức tạp. Nó phức tạp, nó vất vả đúng không? Không đơn giản như là mình là nghe gia đình. Mình cứ nghĩ nghe gia đình là trước này, nếu mà nghe gia đình mà để một đôi như này để sắm gia đình thì cũng hoành tráng lắm. Vâng. Không phải đơn giản đâu. Thật sự luôn đấy. Ra hội trường những người đấy. Thế nên là bảo vợ tôi làm cái gì nó cũng có vất vả riêng, mỗi cái nó cũng có áp lực riêng. Vào rồi thì đây tôi thì cũng làm cái thử thách của mình. Đấy, gọi lộ phí của mình. Đó là cái thử thách đấy. Thế qua thời gian sử dụng thì bác thấy cái cặp 725 này, 525 này dùng như nào các bác? Mình thấy rất chi là thích. Thật sự ra nói là nếu mà để tiếng lời ca, tiếng hát cho dân nó dùng thì mình thấy quá tuyệt vời. Đúng rồi. Và nếu mà để cho dòng anh chị em nghệ sĩ nó vào nó làm show giúp mình thì nó lại kêu. Thực sự ra là cũng năm tân là định. Từ đầu năm nay là tư tưởng là muốn chuyển đổi dòng loa A dây. Mấy ông cứ bảo là rút cái này ra để lắp sang vỏ A dây đấy, kiểu là vâng. Đấy, nhưng mình không nghe. Không, không nên. Mình không thích.
Bởi vì nếu mà một khi mà đã thích thì khả năng là thanh lý luôn. Vâng. Nếu một khi ông ấy là thanh lý luôn, anh có thể bỏ tụng đi được. Trước em không biết là mình có lợi lợi cái hạt à? Đấy. Nếu không mà... phải là, nhưng mà cái vấn đề là không phải là cứ bát xịn là lắp vào thùng nào nó cũng đúng hay rồi. Đâu bác nha. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nó là còn liên quan đến cái kết cấu âm học của thùng nữa. Tức là tùy vào mỗi cái bát với cả mỗi cái cấu trúc thùng thì nhà sản xuất nó sẽ có một cái điều tinh chỉnh riêng để cho nó phù hợp với nhau. Nó liên quan đến cái sự cộng hưởng của giữa cái củ bát với cả cái thùng. Thế thành ra là nếu mà bác đưa cái củ bát này này, đưa cái củ bát này đưa sang lắp vào một cái loa line này bát 40 chưa chắc nó đã hay. Đây, ngày hôm nay thì bác Giang nâng cấp ở Khang Phát Audio thêm một con cốt DSP306 các bác nhá. Để xử lý cho cái hệ thống âm thanh của mình. Đấy, đây là con cốt DSP306 các bác nhá. 306. Với con cốt này thì sẽ giải quyết được cho các bác rất nhiều vấn đề. Ok. Rồi, ok. Mời các bác chúng ta cùng ngó nghiêng qua về cái dàn âm thanh của nhà bác Giang một chút nhá. Đấy, bác Giang thì sử dụng cái cấu hình âm thanh hơi khác các bác anh em sự kiện làm sự kiện ở miền Bắc chúng ta một chút, là bác vẫn đang tin tưởng và sử dụng cái hệ thống loa full range, loa toàn dải. Và cái hệ thống mà bác đang dùng là hệ thống loa full đôi của JBL. Và ngó sát hơn một chút nào. Cái con bên này, cái con mà các bác đang nhìn thấy ở đây, con này là series MRX series 500 các bác nhá, mã là 525. Và phía ngay bên cạnh đây là SRX 700 series, mã là 725. Và nếu các bác hỏi là tại sao đến giờ này vẫn dùng loa full thì cái đấy thì thưa các bác là chúng ta do cái sở thích, do cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Và đối với cái dòng loa full này thì chất âm chất tiếng thì theo quan điểm cá nhân của em thì cái loa full nó cho chất âm chất tiếng rất tuyệt vời. Nó cho mình nghe và cảm nhận được đầy đủ dải tần một cách nó chân thực và nó rõ ràng nhất thưa các bác. Đối với hệ thống loa Lairay thì đáp ứng được những cái không gian lớn hơn, rộng hơn, xa hơn, nhưng mà để nói về chất âm chất tiếng có hay hay không thì vẫn phải gọi những cái hệ thống loa full như thế này bằng một tiếng bố thế thưa các bạn. Đấy, với cái hệ thống 725 và 525 này thì chúng ta đang sử dụng ở đây cấu hình đều là 2 bát 40 một tép. Và ở ngay phía dưới thì chúng ta đang sử dụng ở đây là một cặp xúc kép kép côn 100 và từ 20 chúng ta sử dụng 2 bát 50. Về cái thông số của con xúc kép này thì mời các bác chúng ta cùng ngó vào đây. Như em nhìn thấy đây thì khả năng là đây là một cái con xúc bãi. Nếu mà các bác biết được cái về hãng này thì bác hãy để lại comment dưới phần bình luận nhá. EV218 SUB xúc 2 bát 50. Đấy. Đấy, đùa 18 xúc sao cái gì đây. Nói chung là nó là sử dụng 2 bát 50. Đấy, về công suất này 1000W ở công suất tiêu chuẩn và 2000W ở hoạt công suất hoạt động liên tục, đấy là công suất chương trình của các bác. Đấy, tiếp đến giải tần số từ 32Hz đến 300Hz, tức là cái giải tần số này nó cũng xuống được khá là sâu. Với những cái con xúc phổ thông trên thị trường nó xuống ở đâu đấy là khoảng từ 35 đến 40Hz thôi, và với cái con xúc này xuống được đến 32Hz. Về chính xác hay không thì tùy, thì chúng ta phải đo đạc thực tế thì chúng ta mới biết được đúng không ạ? Cộng trừ 3dB, cái này là cái sai số cho phép của con loa, nó có thể xuống, tức là thấp hơn nữa thì có thể xuống được 29Hz và cao hơn nữa thì nó có thể lên được đến là 303Hz thưa các bác. Đấy, tiếp đến là về độ nhạy tối đa mà nó cho phép có thể đánh được là 133 decibel, tức là một cái độ nhạy nó cũng khá là lớn đấy. Và cái tên hãng này là Tang Niqi gì đấy, có khả năng là một cái thương hiệu Trung Quốc, xúc bãi Trung Quốc. Nếu bác nào biết thì hãy để lại dưới phần comment nhá. Đấy, đấy là về loa. Chúng ta đang sử dụng là hai cặp phun đôi và một cặp xúc. Và mời các bác chúng ta cùng ngó qua tủ máy một chút này. Tủ máy thì em Đức đang nãy có lắp con cốt vào, bây giờ đang lắp lại bộ mic. Thì từ trên xuống dưới, điểm danh một chút các bác nhá. Phía trên cùng chúng ta đang có một con mixer CMS600. Thì cái con này màu đen nhám này thì khả năng là bản cao cấp thưa các bác. Tiếp đến là một con quản lý nguồn, con quản lý nguồn 8 kênh của BBS này. Con cốt DSP306 bọn em vừa lắp thêm vào, bác vừa nâng cấp đây để can thiệp sâu hơn vào cái hệ thống âm thanh của mình. Một con vang này thì trước đây bác rất hay sử dụng, nhưng mà có một chút sự cố ở một cái đám cưới vừa rồi đấy, như có chia sẻ đấy, thì hiện tại là phải nâng thêm con cốt này và chúng ta sẽ dùng song song các bác nhá. Một, nếu mà chúng ta dùng mixer với cốt chúng ta sẽ rút đường vang ra, hoặc là nếu dùng vang chúng ta sẽ tạm thời rút mixer với cốt.
Hoặc là có một phương án thứ hai các bác có thể set up được, đấy là các bác có thể sử dụng con vang này để xử lý riêng được mic. Đấy là có hai phương án để xử lý. Tiếp đến là cái kết mic, và phía dưới ra có hai con đẩy đến từ thương hiệu TB Sound, một con là P4.8, con này thì 4 kênh 800W mỗi kênh này, đánh cho loa full. Và phía dưới là con T1004, con này thì 4 kênh chúng ta sẽ đánh cho súp, và chúng ta cùng ngó sang phía sau xem đấu nối như thế nào nào. Với cái con 4 kênh thì khả năng thì chúng ta sẽ phải đánh bridge thì chúng ta mới đủ công suất để đánh cho con súp, đúng không các bác? Như em nhìn thấy ở đây, đây là cái cần gạt chế độ này. Cái cần gạt này thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy ở đây là nó đang để vào giữa, tức là nó vẫn đang đánh stereo chứ không đánh bridge. Với cái công suất 1000W mỗi kênh mà để đánh cho súp kép thì em có cảm giác là nó sẽ hơi hụt nhẹ một chút. Cái này thì tí nữa chúng ta sẽ cùng đo đạc thực tế và cảm nhận thực tế thì nó sẽ ok hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu quá trình công việc luôn. Xin mời các bác. Vâng, và nhiều bác có đặt ra câu hỏi là trong cái dàn sự kiện đám cưới thì chúng ta nên sử dụng cốt cùng với mixer hay là sử dụng vang số. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về cái ưu nhược điểm của hai cái combo này nhá. Đầu tiên là cốt với mixer này. Sử dụng cốt với mixer thì chúng ta sẽ có đầu tiên là nhiều đường line hơn. Nhiều đường line hơn thì chúng ta cho phép chúng ta khả năng đấu nối nhiều thiết bị hơn. Chúng ta có thể có đàn, có organ, có rất nhiều những cái nhạc cụ khác ở trên cùng một thiết bị, và chúng ta trộn ra một cái đường tiếng duy nhất và phát ra loa. Còn đối với con vang số này, cái con vang số này nó chúng ta có thể coi như nó là một cái thiết bị all in one đi. Nó sử dụng trong một cái thiết bị, nhưng chúng ta đang xử lý ở đây là ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là nó xử lý đường mic, vấn đề thứ hai nó xử lý đường nhạc, và vấn đề thứ ba nữa là nó còn cóp nén cả tín hiệu nữa. Tức là một thiết bị nhưng mà chúng ta đang bắt nó xử lý rất nhiều vấn đề. Và vì thế thì cái khả năng com nén tín hiệu của con vang số thì sẽ không thể bằng được một cái con cốt số được. Mà cái con cốt số này nó sẽ làm được ấy, nó sẽ đảm nhận một cái nhiệm vụ duy nhất thôi. Đấy là nó làm nhiệm vụ chia quay cho thiết bị. Tức là nó sẽ phân chia nhiệm vụ cho tới hệ thống loa của chúng ta. Tức là con súp thì sẽ đánh từ giải tần nào đến giải tần nào, và con full thì sẽ đánh từ giải tần nào tới giải tần nào. Và như thế thì cái hiệu quả đem lại của con cốt là gì ạ? Nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm, chất tiếng nó tách bạch, nó rõ ràng hơn, và chúng ta cảm nhận được cái âm thanh nó chi tiết, nó hay hơn các bác nha. Vậy thì cái điều phải đánh đổi giữa cái con cốt và cái mixer là gì ạ? Đối với cái mixer này thì như các bác có chia sẻ ấy, thì là ai cũng có thể vặn được. Tức là người không biết người ta cũng có thể gạt cẩn như này được, và người biết rồi người ta cũng có thể gạt lên gạt xuống được. Vậy vấn đề phát sinh là gì ạ? Cái khi mà chúng ta không ở đấy, hoặc chúng ta mất chú ý một chút thôi, người ta lên vặn một cái như thế này thôi, có thể dẫn đến cháy loa. Còn đối với cái con vang số này thì chúng ta đã khống chế lại rồi, và như thế thì người ta có vặn đến hết cỡ như thế này thì cũng không xảy ra vấn đề gì, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà làm việc an toàn thì chúng ta có con vang số, nhưng mà để làm việc hiệu quả hơn thì chúng ta hãy dùng mixer với crossover các bạn nhá. Bản mixer này là cũng mua theo đồng bộ với dàn đấy luôn hả? Trước đây là anh đấy lắp đưa cho mình một con mixer Yamaha. Vâng. 16 gì U16 hay cái gì nhỉ? XU16. Ừ. Thì sau khi về mình dùng được 2 đám, mình phát hiện bị lỗi. Vâng. Nó quá cũ. Mình tin tưởng về khách hàng, tin tưởng về người bán ấy. Vâng. Thì là mình thấy anh và mình bảo các anh làm cho thêm một con bàn nữa để đi làm cùng. Thì xong anh ấy đưa con đấy về thì mình đi vào trải nghiệm được 2 đám thì mình mà không được. Thì sau khi xuống này lại mang cả đùm này xuống, anh ấy lại setup lại rồi lại đưa lại cho con bàn này. Cái setup mà để hát trên bàn này tự em lại tìm đến các anh chỉ dẫn là ấn bao nhiêu rồi mưu như nào ở đây. Vâng, là đúng tự, rồi. Tự em tìm hiểu. Vâng. To be. Thế nên là cũng ở cái anh đấy thì bảo là từ này mới làm thì làm gì phải hát qua bàn cho khó chỉnh. Thì cứ tôi lấy con vang thì mình cũng nghĩ thế đấy, xong đến khi vào trải nghiệm sâu thì con phải qua bàn nó mới là thể hiện được cái nổi bật của bộ dàn. Đúng. Nếu không qua bàn là không thể hiện được cái nổi bật của bộ dàn. Vâng. Với cả mình đến chỗ đám đông hoặc là chỗ thanh niên anh chị em ca sĩ mình mới thể hiện được cái vẻ đẹp của dàn, cái sự chuyên nghiệp được đấy, đúng rồi. Còn nếu mà với cả con vang này nhá, cái khả năng com nén tín hiệu nó không phải là tốt đâu. Vâng. Tức là nếu mà lên một cái cường độ cao nó còn có thể bị vỡ tiếng nữa. Nên trước này là nó ở trên. Nên là em thấy tiếng bát nó kiểu như tiếng lời nó bé này nên em mới gạt xuống này.
Lần này tôi gọi hắn một đoàn về sit up cho ông xem lần sau không được. Alo, 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 lạnh dòng trôi sông Lam xanh nghiêng đôi bờ.